Theo dự báo bão mới nhất, các cơn bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương có thể tăng tốc trong tuần tới. Trang AccuWeather cho hay, các hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới có thể đang nóng lên trên Thái Bình Dương, kèm gia tăng gió mậu dịch, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi vùng giữa và phía đông Thái Bình Dương tương đối yên tĩnh cho đến nay trong mùa bão này, các nhà khí tượng học của AccuWeather đang theo dõi một số hệ thống có thể phát triển thành bão nhiệt đới trong những ngày tới và một số có thể di chuyển theo hướng Hawaii, Mỹ. Nhà khí tượng học Grady Gilman của AccuWeather cho biết, ngoài những tác động tiềm tàng từ mưa và biển, gió mậu dịch tăng lên có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng. Hệ thống nhiệt đới đầu tiên nằm cách Hilo, Hawaii, khoảng 1.600 km về phía đông đông nam và có khả năng cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão khi đi qua phía nam của các đảo vào đầu tuần tới. Xa hơn về phía đông Thái Bình Dương, có hai áp thấp nhiệt đới mà các nhà khí tượng học của AccuWeather đang theo dõi. Nếu chúng phát triển và tồn tại, một hoặc cả hai có thể di chuyển tương đối gần Hawaii vào cuối tháng 8. Ít nhất, một trong hai hệ thống có khả năng phát triển cao. Tháng 8 năm ngoái, siêu bão cấp 4 Dora đã đi qua phía nam Hawaii. Gió mạnh đến mức làm đổ cây cối và đường dây điện, gây ra các vụ cháy rừng lan rộng nhanh chóng, trở thành thảm họa thiên nhiên lớn nhất của Hawaii. Đám cháy tàn khốc nhất xảy ra trên đảo Maui, khiến hơn 100 người thiệt mạng và ít nhất 2.200 tòa nhà bị phá hủy. Tình trạng khô hạn trong suốt một thời gian dài khiến cây cối và mọi thứ ở đảo Maui khô cùng với độ ẩm thấp và gió lớn đã tạo điều kiện cho những đám cháy rừng bùng lên ở Maui. Trong khi đó, thống đốc bang Hawaii, ông Josh Green thời điểm đó cũng đồng tình với các chuyên gia về cháy rừng rằng sự nóng lên toàn cầu kết hợp với hạn hán tại Maui và những đợt gió lớn từ cơn bão Dora ở phía nam Hawaii là những nguyên nhân chính khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Theo NWS, mặc dù cơn bão Dora đổ bộ vào khu phía nam Hawaii, nhưng chênh lệch giữa áp suất thấp tại khu vực bão và áp suất cao ở khu vực phía bắc Hawaii đã tạo ra những đợt gió mạnh cộng với thời tiết khô hạn kéo dài đã khiến đám cháy nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, báo New York Times thời điểm đó cũng nhận định khu vực quận Maui rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã góp phần khiến những đám cháy rừng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ông Brett Anderson, chuyên gia khí tượng học và chuyên gia hạn hán cấp cao của AccuWeather cho biết, tình hình trong tuần tới sẽ tương tự nhưng ít dữ dội hơn nhiều so với tháng 8 năm 2023. Nhà khí tượng học Jonathan Porter của Accuweather cảnh báo rằng gió mậu dịch có thể tăng trong những tuần tới, có thể dẫn đến nguy cơ cháy rừng cục bộ tăng đáng kể. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, đã phát hiện hai áp thấp vào chiều 18 tháng 8, một trong số đó nằm bên trong khu vực dự báo của Philippines, PR, gần Batanes. Tính đến 5 giờ sáng ngày 19 tháng 8, áp thấp Dindo đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Hiện có sức gió tối đa là 65 km/h và giật lên đến 80 km/h. Cơn bão có tên quốc tế là Zongdari. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ vĩ bắc, 126,1 độ kinh đông. Vào hồi 4 giờ sáng 19 tháng 8, bão Zongdari, tức Dindo theo tên địa phương, đã ở ranh giới phía bắc của PR, cách Ibayat, Batanes 640 km về phía đông bắc. Bão đang di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 10 km/h. PAGASA cũng đang theo dõi một áp thấp thứ hai có thể đi vào PR trong ngày 19 tháng 8. Hiện áp thấp này đang nằm ở phía đông của Bắc Luzon, bên ngoài PR. PAGASA cho biết, áp thấp có thể đi vào PR vào ngày 19 tháng 8, rời khỏi PR vào ngày 20 tháng 8, rồi quay trở lại khu vực giám sát của Philippines vào ngày 22 tháng 8 và ở lại phía bắc biển Philippines cho đến chủ nhật ngày 25 tháng 8. PAGASA cũng dự báo một vùng áp cao xuất hiện ở phía bắc biển Philippines từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam dự kiến sẽ mang theo mưa giải rác và rông bão trên đảo Batanes và Babuyan. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét hoặc lở đất do mưa vừa đến mưa lớn. Metro Manila và các khu vực còn lại của đất nước trời nhiều mây, có mưa rào hoặc rông bão cục bộ. Pagasa cảnh báo những cơn rông bão dữ dội với mưa vừa đến mưa lớn, gió mạnh và sấm sét có khả năng xảy ra ở Trung và Nam Luzon vào ngày 19 đến 20 tháng 8, ở Visayas vào ngày 19 tháng 8 và 22 tháng 8, Mindanao trong suốt cả tuần. Đầu tháng 8, các nhà dự báo bão của Philippines thông tin dự kiến có từ 2 đến 3 cơn bão nhiệt đối hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 8. Pagasa cũng dự báo có khả năng có từ 13 đến 16 cơn bão đi vào khu vực dự báo của Philippines trong thời gian từ nay tới cuối năm. Dự báo bão của Pagasa cho hay... Philippines có khả năng hứng chịu nhiều bão hơn trong mùa bão 2024 so với năm ngoái do khả năng hiện tượng La Nina quay trở lại. Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, hiện tượng ENSO vẫn đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8. ENSO có thể chuyển sang trạng thái La Nina từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 với xác suất từ 60 đến 70%. Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2024 có khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới và trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới có thể tác động đất liền Việt Nam. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới năm nay tương đương so với trung bình nhiều năm. Một trận động đất mạnh 7 độ đã tấn công bờ biển phía đông của Nga, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ USGS. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn nằm cách thành phố ven biển Petropavlovsk, Kamchatsky khoảng 88,5 km. Thành phố này có dân số khoảng 181.000 người. Trận động đất có độ sâu hơn 48 km và xảy ra vào sáng sớm 18 tháng 8 theo giờ địa phương. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành. Tuy nhiên, Thống đốc tỉnh Kamchatka, ông Vladimir Solodov nói rằng, theo các nhà khoa học, các dư chấn rất mạnh hiện đang diễn ra, nhưng các nhà khoa học ước tính khả năng xảy ra một trận động đất mạnh khác là rất thấp. Trong khi đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết sau trận động đất là một loạt dư chấn ở Thái Bình Dương ngoài khơi Kamchatka có cường độ từ 3,9 đến 5,0 độ Richter nhưng không ảnh hưởng tới đất liền. Theo hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ, sóng thần nguy hiểm từ trận động đất này có thể xảy ra trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển của Nga. Theo tin mới nhất, Viện Núi Lửa và Địa Chấn thuộc chi nhánh Viện Đông của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga thông báo với TASS rằng núi lửa Sivalux ở vùng Kamchatka đã bắt đầu phun cho và rung nham. Hãng TASS của Nga đưa tin, theo đánh giá trực quan, cột cho bụi bốc cao tới 8 km so với mực nước biển. Tas đồng thời cho biết chưa có thông tin về người bị thương trong vụ phun trào. Núi lửa Siviluk nằm cách thành phố Petropavlos, Kamchatsky khoảng 450 km. Núi lửa Siviluk là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất ở Kamchatka với chiều cao 3.283 m. Theo các báo cáo ban đầu, một đoạn đường ống nước chính ở thành phố Montreal, bang Quebec, Canada đã bị vỡ, gây ra một cột nước phun trào mạnh mẽ và làm ngập các tuyến đường xung quanh. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nước tràn lan trên đường phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và cuộc sống của người dân. Sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên cứu hộ và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình hình. Họ đã tiến hành rào chắn các khu vực bị ngập, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Nguyên nhân chính xác của vụ vỡ đường ống vẫn đang được điều tra. Vụ vỡ đường ống nước đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Các nhà chức trách đang nỗ lực khắc phục hậu quả và dự kiến sẽ mất một thời gian để khôi phục lại như bình thường.